Khi chúng ta bóp thì cái đầu này nó sẽ bị kéo lên trên và tạo ra cái độ hở và nước sẽ đi ra ngoài. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của kênh Mèo Vặt TV. Video hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để sửa những cái vòi xịt nhà vệ sinh nó bị rò rỉ nước như này. Đây các bạn quan sát này, cái vòi này hiện tại là nó đang bị rò rỉ nước nhá. Đây, xịt ra vẫn rất là khỏe, tuy nhiên khi chúng ta bỏ ra nó không thể ngắt được nước, nó vẫn bị rò ra như này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa rất là nhanh và kỳ đơn giản nhé. Trước tiên thì các bạn cần tháo ra, chúng ta sẽ khóa nước và tháo ra nhé. Đây các bạn nhé, mình đã tháo ra rồi. Mình sẽ vặn tiếp cái chỗ này ra nhé. Đây. Có một cái gioăng ở trong này. Đây các bạn quan sát này. Cái gioăng này nó sẽ úp vào đây. Cái đầu này nó sẽ khít với cái lỗ như này. Nước sẽ không chảy ra và khi chúng ta bóp này. Khi chúng ta bóp thì cái đầu này nó sẽ bị kéo lên trên và tạo ra cái độ hở và nước sẽ đi ra ngoài. Và cái vấn đề nó bị rỉ nước là chính là do cái gioăng này. Sau một thời gian sử dụng thì nó bị chai cứng lại hoặc là nó bị ép lâu thì nó bị mỏng lại. Đây. Ở đầu này nó có một điểm tì này, nó sẽ tì vào trong này. Nó tì vào trong này và cái đầu úp này nó sẽ ép chặt vào đấy. Khi mà cái gioăng này nó bị cứng hoặc là nó bị mòn đi thì khi chúng ta lắp vào bên trong này và vặn cái đầu này vào thì nó sẽ như này. Đây các bạn. Nó sẽ không khít được hoàn toàn. Nó sẽ có hiện tượng là lỏng, ép không hết như này. Nó tạo ra cái độ rơi nước sẽ đi ra qua những cái kẽ hở này, mặc dù chúng ta không hề bóp khóa nhé. Đây là lý do nó bị rò rỉ nước. Để xử lý được cái vấn đề bị rò rỉ nước tại cái vòi xịt này thì các bạn cần chuẩn bị cho mình một miếng cao su như này. Đây, đây là một miếng sam xe máy nhé. Các bạn sẽ lấy cái gioăng của nó nhé, các bạn sẽ úp vào đây và các bạn dùng bút, các bạn sẽ tiến hành vẽ vòng tròn. Khi bạn cắt được vòng ngoài như này, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục cắt vòng bên trong nhé. Đây, sau khi mình cắt thì nó sẽ được như này nhé. Sau khi các bạn có cái gioăng mà các bạn cắt từ cao su như này thì các bạn sẽ đệm nó vào đây nhé. Đây, các bạn sẽ đệm vào đằng sau này. Đây. Sẽ đưa nó vào trước. Mục đích là làm nó cao lên nhé. Độn nó dày lên một chút và nó sẽ ép được khít vào cái đầu này nhé. Đấy, nó sẽ ép được khít đầu này. Chúng ta sẽ tiến hành vặn nó vào.
Như vậy là đã xong rồi nhé. Bây giờ mình sẽ lắp vào và test thử. Đây các bạn, mình đã cho nước vào rồi. Bây giờ mình sẽ xịt thử cho các bạn xem nhé. Rất là ok, không còn rỉ ra một chút nào luôn. Với cái mẹo này thì các bạn hoàn toàn có thể tự sửa mà không cần gọi thợ nhé. Rất là đơn giản và cực kỳ hiệu quả. Như bạn không biết thì thấy nó bị rò rỉ nước như vậy là lập tức đi mua cái mới về thay. Như vậy sẽ rất là tốn kém. Nếu mà các bạn biết cách xử lý như này thì chúng ta đã tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ nhỏ nhé. Ok, hy vọng là video mình chia sẻ sẽ có ích cho các bạn. Và các bạn đừng quên ủng hộ kênh bằng cách là bấm đăng ký kênh, bấm like video, chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.